từ miền Nam của tiểu bang California, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đã xem hình SBTN. Thưa quý vị, thứ Sáu ngày 27 tháng 9, dân biểu Tạ Đức Trí bảo trợ tổ chức đêm tưởng nhớ thuyền nhân và chiếu phim thuyền nhân hành trình 50 năm của đạo diễn Thanh Tâm. Thưa quý vị, đêm tưởng nhớ thuyền nhân được bảo trợ với văn phòng dân biểu Tạ Đức Trí đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng người Việt tị nạn tại miền Nam của tiểu bang California. Theo nhiều người nhận xét, ban tổ chức làm việc rất chu đáo. Mặc dù ngày thứ Sáu, nhưng có hơn 400 quan khách tham dự. Trong những quan khách tham dự đó, có bà dân biểu liên bang Hoa Kỳ và các dân cử tại địa phương. Với những tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc do câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, nhạc sĩ Trần Chí Phúc và nhiều người nữa trình diễn. Tiếp theo là phần trình chiếu phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm của đạo diễn Thanh Tâm. Trong không gian ấm áp của buổi chiếu phim, khán giả im lặng, hồi hộp, xúc động ngồi xem phim. Phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm của đạo diễn Thanh Tâm không chỉ đơn thuần là một phim tài liệu hoặc là một tác phẩm nghệ thuật, mà đó còn là một cuộc hành trình tâm linh, nơi cô đã dũng cảm khai thác và tái hiện những mảnh đời đầy đau thương, thương đau của những thuyền nhân Việt Nam. Theo tôi là Bùi Mạnh Cường, là trưởng ban tổ chức cái đêm thuyền nhân và chiếu phim thuyền nhân hành trình 50 năm của đạo diễn Thanh Tâm, thưa anh. Trong nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái nỗi đau của người Việt tị nạn vẫn còn đó. Và ngày hôm nay, cộng đồng người Việt ở tại miền Nam California được xem cuốn phim này là nhờ cái sự tổ chức của ông và thị trưởng Tạ Đức Trí. Thì thưa ông có một cái message nào ông muốn gửi cho thế hệ trẻ? Dạ vâng, thưa anh, thì cái đây là một cái dịp để chúng ta nhìn lại cái lịch sử quá khứ, cũng như là một cái dịp để cho con cháu, con em của chúng ta để nhớ tới cha ông chúng ta từ đâu tới, tại sao tới đây. Mấy cái này tôi đi năm 75 không có biết mấy cái này. Dạ. Cho nên thấy rất là hay. Cô thấy nó có giá trị như thế nào với thế hệ trẻ? Tôi mơ là con tôi nó coi này được. Dạ. Mà thôi bây giờ nếu mai mốt mà có cái CD đó, dạ, hay là gì tôi mua cho mấy đứa nhỏ nhà nó coi. Dạ. Muốn đem gia đình, đem các cháu tới để cho nó biết cha mẹ, những người mình đã the first generation mà tới Mỹ, tới các nước tự do như thế nào. It's pretty sad because my parents were, we flew over here, but I didn't really get to see anybody who was or hear any stories about people who were boat people, so it was pretty sad to see. It's hard to watch as well. Nói thương gia đình thôi, phải mình nhớ cái, we have to remember our roots and where we came from and just be thankful and grateful for where we are. Yeah. Ngày hôm nay tên sư người tôi vẫn nhớ những khốn khó, những ngày tháng tị nạn xưa. Tôi là Trần Chí Phúc. Dạ. Thì buổi này là một buổi thành công với số người tham dự khoảng 400 người. Cho nên là đạo diễn Thanh Tâm mà chiếu được cuốn phim này về thuyền nhân thì tôi nghĩ về cái tiếng vang của nó đối với truyền thông báo chí là một điều rất là tốt. Tôi tên là Kiều Mỹ Duyên.
phóng viên chiến trường ngày xưa hôm nay đến tham gia cái buổi chiếu phim về thuyền nhân, rất cảm động. Hy vọng là bà con xem cái phim này để nhớ rằng hai chữ tự do nó quý giá vô cùng. Kiều Hiên mong rằng cái phim này để chiếu khắp nơi trên thế giới để bà con nhớ là mình thuyền nhân vì hai chữ tự do, cho nên đào tạo con cháu của mình đi vào dòng chánh, hành pháp, lập pháp, tư pháp, làm hữu ích cho cộng đồng Việt Nam và tranh đấu cho một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Kính chào anh Vũ Nhân. Tôi là Thanh Ngọc. Bộ phim này và đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của quý đồng hương đã được xem cái bộ phim này. Đây là một cái thông điệp rất là quý giá cho thế hệ trẻ, tại vì những đứa em đó đã không biết được những cái khó khăn, những cái sự hy sinh mà cha mẹ và ông bà đã phải trải qua để cho mà các em có được một cái cuộc sống đầy tự do dân chủ trên khắp nước Mỹ hay là trên khắp thế giới. Vâng, tôi là Phan Thanh Châu. Cái số người tham dự tôi cho là phải nói là con số rất là đông, kín cả hội trường lớn. Và cái sự thành công của cái buổi mà ra mắt tại Nam California, những cái người mà họ tới, họ xem cuốn phim này, họ đã ngồi từ đầu đến cuối và lắng nghe tất cả mọi, họ theo dõi cuốn phim một cách rất là chăm chú. Và qua cái tâm tình của tôi ngồi bên chị Ái Cầm thì chị nói, ôi quá rất là khủng khiếp. Mặc dù đó là một trong người thiền nhân, nhưng mà cái nhìn lại đó, thấy được cái cảnh khủng khiếp đó thì họ đã có những cảm xúc đặc biệt, có những người đã rơi lệ. Em là Cao Minh Hưng từ câu lạc bộ Thiền Nghệ Sĩ thôi. Dạ, thưa anh thì phải nói cuốn phim này rất là cảm động, thì ngồi mình có thể là không cầm được nước mắt, nhìn lại những cái thảm cảnh của những cái bi thương mà đồng bào chúng ta phải chịu đựng cho sau biến cố năm 1975. Bắt buộc ngày hôm nay chúng tôi muốn đến, dù có mời hay không mời chúng tôi cũng phải đến để mà cùng tham dự và đồng hướng với các đồng hương trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, ủng hộ không riêng gì về tinh thần nhưng mà vật chất cho một cái phim rất là đặc biệt. Và đây là một cái, phải nói là một cái bảo tàng mà đạo diễn Thanh Tâm đã làm ra được, để lại cho thế hệ thứ nhì và thứ ba sau này trong cái thảm trạng, cái lịch sử của thuyền nhân tị nạn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta, cũng như là cộng đồng tị nạn tại hải ngoại nói chung. Tôi là Vũ Hoàng Hải, là một thuyền nhân. Và những thước phim phải nói là được chất lọc, là những hình ảnh sống động để cho cái giới trẻ biết là vì sao chúng ta có mặt ở đây. Và cái cuốn phim này cũng lên án chế độ Cộng sản là một chế độ bảo tàng. Vì một cái chế độ bảo tàng như vậy mà người Việt phải tha hương. Hello, I'm Jimmy và SBTN, nghị viên Amy Phan, West Coast City của Westminster. Có nhiều ý nghĩa lắm với thế hệ trẻ của mình, tại vì cái history á, thì mấy đứa hệ trẻ chỉ nghe thôi, nó không có thấy được. Và bây giờ đó, cái phim này nó cho nó thấy được cái visual, cái mắt của nó thì nó hiểu hơn, nó hiểu cái bây giờ nó cái lòng nó hiểu nhiều hơn về tại sao ba mẹ của nó, ông ngoại, ông nội, cô chú của nó đi vượt biên khổ như làm sao, rồi xong ở tai nạn ở đâu khổ làm sao, rồi xong tới Mỹ đây có tự do, rồi nó hiểu nhiều hơn để bây giờ nó appreciate, so nó continue to fight cho tự do. Em đã đi ở rất là nhiều thành phố trên thế giới, thì và hôm nay được đến Nam Cali là cái thủ phủ của người tị nạn, thì thực sự là một cái niềm vui sướng và hạnh phúc, cũng như là một cái niềm vinh dự, bởi vì ngày hôm nay thì được văn phòng của Dân biểu Trí tạ đứng ra tổ chức, thực sự là rất là vinh dự. Và em cũng muốn cảm ơn văn phòng Dân biểu Trí tạ, cảm ơn ông Bùi Mạnh Cường, cảm ơn tất cả quý vị thiền nguyện viên, như là câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, nhạc sĩ Trần Chí Phúc, ông Nguyễn Quốc Lân, là tất cả các anh chị em truyền thông báo chí, trong đó có đài truyền hình SBTN đã luôn sát cánh cùng với em trong những tháng ngày qua. Dạ, thưa Vũ Nhân, thưa tất cả quý đồng hương, hôm nay văn phòng chúng tôi đứng ra để bảo trợ một cái buổi gọi là đêm tưởng nhớ thuyền nhân. Ngày hôm nay chúng tôi cũng nhân cơ hội này để chúng tôi được vinh danh một số những cá nhân, trong đó có luật sư Nguyễn Quốc Lân, trong đó có hai vợ chồng nhà báo và thi sĩ Thái Thu Hà và Ái Cầm, cũng như là nhạc sĩ Trần Chí Phúc và đặc biệt là đạo diễn Thanh Tâm. Văn phòng của chúng tôi cũng đã vinh danh đạo diễn Thanh Tâm đã có những tác phẩm điện ảnh về thuyền nhân Việt Nam, hành trình tìm kiếm tự do. Hôm nay, nhân cơ hội này, chúng tôi xin được
trao tặng nghị quyết truyền nhân của Thương Lăng Kasonya cho đạo diễn nhà làm phim Thanh Thọc. Vũ Nhân, tường trình ra truyền hình SBTN từ miền Nam của tây bang California.